Tập 43. Trưởng công chúa Điện Hạ nói thư này gửi tới từ nhà của tiên sinh. E là làm lỡ việc lớn của tiên sinh, nô tài vội vàng đem qua đây. Nô tài xin lui xuống trước. Điện Hạ, hai thành bang lớn Thanh Châu đã bị hủy, Vũ quận chúa đã về Thanh Châu, mau về. Chúc mừng quốc chủ đã được như ý nguyện. Nên chúc mừng chúng ta chứ. Đây cũng là công lao mưu tính bao năm của nàng. Mưu tính của quốc chủ luôn trên thần thiếp một bậc. Mấy năm qua, tuy là quốc chủ coi thiếp là quốc sư, nhưng thiếp cũng nhận được không ít ơn huệ từ quốc chủ. Đang yên đang lành nói chuyện này làm gì? Nếu như không có nàng cùng ta mưu tính, thật sự rất vô vị. Thần thiếp tới để xin từ biệt quốc chủ. Nàng muốn đi đâu vậy? Thiếp vừa mới nhận được thư từ quê nhà Thanh Châu. Có người nhìn thấy Vũ Nhiên bị bắt về Thanh Châu rồi. Tình huống nguy cấp, thiếp buộc phải trở về đó. Phải trở về thật sao? Năm đó ta đã từng hứa với nàng giúp nàng phục quốc. Coi ra đã tới lúc thực hiện lời hứa đó rồi. Ta lập tức gửi thư cho Thác Bạc Sơn Nguyệt, kêu hắn phái một đội quân tinh nhuệ cùng nàng đi tới Thanh Châu để trợ giúp nàng một tay. Ơn nghĩa của quốc chủ đối với thần thiếp, thần thiếp mãi mãi không quên. Nàng đứng lên đi. Thật ra Hạ Đường đã là quê nhà của thiếp từ lâu. Thần thiếp có cái này muốn để lại cho quốc chủ. Đây là bí mật bá hề,
liên quan tới sinh mệnh của người làm phép. Bá hệ bình an, thiếp cũng bình an. Ta đợi nàng ở hạ đường. Tránh ra, tránh ra, không có người ngươi muốn tìm. Quân gia, ta không nói dối thật mà. Quả thật là có một cô nương xinh đẹp đã đưa ta cái này, còn có một mảnh giấy nữa. Cô nương đã nói kêu ta tới Thanh Dương Quan này tìm một người họ Cơ. À, Cơ tướng quân gì đó, nói hắn rất tài giỏi, rất dễ tìm ra. Không biết người nào như vậy. Tướng quân của bọn ta chỉ có họ Tức và họ Bạch thôi. Trước nay ta chưa từng nghe nói ai họ Cơ. Ngươi mau đi đi thì hơn. Quân gia, phiền ngài tìm giúp tôi đi. Tôi hứa với cô nương đó rồi. Ta chính là người họ Cơ đó. Cơ giả. Ý, có tin của Vũ Nhiên rồi. Cô ấy thế nào rồi? Cô ấy gửi thư về nói là Dực Thiên Chim đã đưa cô ấy đi Thanh Châu. Dực Thiên Chim? Vậy cô ấy không gặp nguy hiểm chứ? Cô ấy nói là tự nguyện về đó. Hình như đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy muốn về đó coi sao. Bây giờ ta đi tìm cô ấy. Là do ta đã để lạc cô ấy. Ta nhất định phải tìm cô ấy về. Vậy Quynh nên dẫn ít quân theo. Dẫn quân chỉ thêm rắc rối thôi. Với lại đường xá xa xôi. Trước mắt quan trọng nhất là tìm ra cô ấy trước đã. Rồi mới biết thật ra là Thanh Châu đã xảy ra chuyện gì. A Tô Lạc sao rồi? Vẫn còn đang hôn mê. Có điều đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Nếu như Quynh ấy có thể tỉnh lại, chắc chắn cũng sẽ đi cùng Quynh. Có cô chăm sóc A Tô Lạc rồi, Quynh ấy nhất định sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Chờ ta đưa Vũ Nhiên trở về, chúng ta cùng nhau đi Thảo Nguyên. Được, để hai người trở về. Chuyến đi này phải trèo đèo lội suối, Quynh nhớ bảo trọng. Yên tâm đi mà. Thúc thúc, hình như là có gì đó không ổn. Thác Bạc tướng quân, ngài đang hát tuồng gì vậy chứ? Phụng mệnh lệnh Bách Lý quốc chủ truy nã tội thần Tức Diễn. Nếu là quốc chủ muốn truy bắt ta, có thể đưa ra một mệnh lệnh, đâu cần làm phiền Thác Bạc tướng quân diễn tuồng ở đây chứ? Ý của quốc chủ chính là Tức tướng quân ở trong quân quy thế hơn người, kêu ta đích thân tới tiếp đón. Nếu Thác Bạc tướng quân đã tới thì cứ đi với tướng quân một chuyến. Thúc thúc à. Mời. Là đâu vậy? Cung điện của Vũ Hoàng trước đây. Đây là nơi phụ thân ta từng sinh sống sao? Có phải ta cũng vào đời ở nơi này không? Tới nay ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Năm đó, trong yến tiệc mừng sinh nhật cô, trong hoàng cung, trải thảm được đan bằng chỉ vàng, xà nhà treo đèn,
chùm đèn với đủ màu tinh tế. Nơi này có thể thấy những cây nến trúc khắc hoa cao như đầu người, còn có hương liệu trần quý nhất được đốt ngày đêm. Bầu trời có mấy trăm con hạt tuyết đang không ngừng bay lượn ở trên cao, cùng ngân nga. Nhưng mà sao bây giờ tại sao lại biến thành cảnh tượng thê lương như vậy? Chắc chắn nó đã gặp phải biến cố gì, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ chúng ta phải mau chóng đi tìm thần miếu, đi tìm hạt tuyết, như vậy chúng ta mới có sức mạnh chiến đấu. Đúng vậy, hạt tuyết chỉ nghe một mình cơ võ thần sai khiến, nó sẽ không bị bất cứ kẻ nào khống chế. Công chúa điện hạ, công chúa, từ trước tới nay ta đều chỉ nghe ông nói. Là ông nói với ta Thanh Châu là một khu rừng rậm trù phú. Nhưng rừng rậm đâu, bây giờ lại nói muốn đưa ta đi thần miếu. Làm sao ta biết ông có nói gạt ta nữa không? Ta cũng đã rất nhiều năm không trở về cố hương này rồi. Mọi chuyện xảy ra ở nơi này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Nếu như trước đây ta biết rõ là nơi này sẽ biến thành như vậy, ta tuyệt nhiên sẽ không đưa cô trở về đâu. Sẽ không đâu. Hãy tin tưởng ta. Được, vậy ta tin tưởng ông một lần nữa. Không phải ông nói ta là cơ võ thần sao? Nếu như ông gạt ta nữa, ta sẽ kêu Hạt Tuyết một tiễn giết chết ông. Còn đứng ngớ ra đó làm gì? Ta đâu có biết đường đi. Dẫn đường đi. Đi, công chúa mời. Nghe coi thử đi huynh đại. Đâu được rồi, để coi thử. Huynh đại ơi, chúng tôi tốt cũng được lắm quá chứ. Thử đi. Đâu được rồi, hãy lấy cái này nghe. Sao rồi? Dạ mà khách quan, ghé coi. Cái này được không chủ? Nóng thơm ngon này. Mới về đẹp lắm. À, để xem. Cái này bao nhiêu vậy? Tránh ra. Cũng khá được. Lấy cho tôi một cái. Chỗ này đẹp quá hả? Qua một chút đi. Qua xem đi, qua xem đi. Hàng mới về đây. Khách quan hãy mua giùm đi. Anh nè nè nè, ghé lựa đi. Dạ mời khách quan ghé qua xem hàng đi. Cái này cũng tốt lắm rồi. Đúng đó. Cái xanh đi. Ghé vô mua cái xanh đi. Hãy tin tôi đi, tôi không có gạt đâu mà. Nè, qua kia đi. Khách quan, mời vào trong. Đi, đỡ đi. Được rồi, xin mời. Mẫu thân, thần nữ bái kiến quốc chủ. Tiểu Chu, nào,
Để ta ngắm con cho thật kỹ. Bao nhiêu năm rồi đã thành cô nương xinh đẹp rồi. Chúng thần bái kiến quốc chủ. Tướng quân vất vả, các tướng sĩ vất vả rồi. Thần thay mặt ba vạn tướng sĩ tạ quốc chủ thương xót chúng thần. Tướng quân không cần để tâm đâu, mau đứng lên đi. Mẫu thân đi đường xa vất vả rồi, mau về phòng nghỉ ngơi trước đi. À, công chúa điện hạ. Các người lui xuống đi. À, công chúa điện hạ, ngươi muốn làm việc gì cứ dặn dò chúng nô tỳ được rồi. Ta muốn tự mình làm, người lui xuống đi. Dạ. Số hạt tuyết mà ông nói đó ở đâu vậy? Chính là những thứ cô thấy trước mắt. Đây không phải đều là đá sao? Hạt tuyết đoàn, vốn dĩ các vị là hy vọng sau cùng của ta. Ta không hiểu tại sao lại biến thành dáng vẻ như vậy. Nơi này hình như đã từng xảy ra trận đấu kịch liệt. Có khi nào là trong lúc chiến đấu họ bị biến thành đá hay không? Biến thành đá? Vũ tộc nhân vốn không hề biết thuật biến thành đá. Chắc chắn là đã bị một sức mạnh đáng sợ nào đó khống chế toàn bộ nơi này. Lão già. Không đúng, nguy hiểm, mau đi theo ta. Cổ Mạc kẻ giết vua, 15 năm rồi, cuối cùng ngươi đã trở về Thanh Châu. Dựa vào mấy người các ngươi còn muốn bắt ta hay sao? Ta hỏi ngươi, Thanh Châu của hiện tại tại sao lại biến thành dáng vẻ như vậy? Còn các ngươi nữa, các ngươi làm việc cho ai? Hình như Cổ Mạc đại nhân không có tư cách hỏi chuyện bọn ta. Nếu ngươi không đầu hàng, ta sẽ giết cô ta trước rồi mới giết tới ngươi. Ừ.
Nè, nó làm gì vậy? Nè, làm gì vậy? Làm gì vậy? Nhưng mà bây giờ ta còn có thêm một người phải bảo vệ, chính là Thế tử Quynh. Mẫu thân, mấy năm qua còn ở xa ngàn dặm, đều chưa từng ân cần hỏi han mẫu thân. Trong lòng Tiểu Chu thấy rất áy náy. Nghe người trong cùng nói, mẫu thân đêm thường ho khó thở, nên còn cố tình hầm ít canh thuốc, hy vọng có thể có tác dụng giảm ho. Được, để ta thử xem. Đây. Mùi vị quả thật rất ngon. Lần này có thể gặp con cũng nhờ có Bạch tướng quân. Lão sư đã chăm sóc cho con rất tốt. Mấy năm qua con không được gặp mẫu thân, chuyện của mẫu thân đều do lão sư viết thư báo cho con biết. Nghĩ lại, con cảm thấy bản thân mình thật bất hiếu. Thân là con gái, cả mẫu thân của mình cũng không hiểu rõ được. Lúc ta rời khỏi đế đô, con mới được 5 tuổi. Mùa đông con mặc áo lông báo, cứ như một quả cầu tuyết vậy. Đó là ấn tượng sau cùng của ta về con. Không gặp được con, với ta mà nói, quả thật rất đau khổ. Trong ký ức của con, mẫu thân vẫn như trước đây vậy. Chỉ là có lẽ con không còn là quả cầu tuyết trong ký ức của mẫu thân nữa rồi. Bây giờ con trưởng thành, ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Vậy mẫu thân, con với phụ thân có giống nhau không? Giống. Điện hạ và quốc chủ thật sự rất giống. Lão sư, sau này ở bên cạnh mẫu thân đi con. Có rất nhiều chuyện thiếu sót, mẫu thân muốn từ từ bù đắp cho con. Tuy là con trở về đoàn tụ với mẫu thân rồi, nhưng e là con không còn là đứa con gái như mẫu thân nghĩ. Mấy năm qua quả thật đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đây là di vật tiên hoàng để lại cho con, được đưa ra ngoài cung ngay trước khi đế đô đại loạn, đem tới sở vệ. Ta vẫn chưa mở ra coi, nhưng có thể nhận ra mấy năm qua tiên hoàng và con tình như huynh muội ruột. Nhưng thân là mẫu thân, ta không mong con trở về một nơi như thiên khởi để mạo hiểm. Con là con gái của ta, ta hy vọng cuộc đời còn lại của con được bình an. Bẩm báo quốc chủ, vừa rồi thái y tới báo tin Thanh Dương thế tử tỉnh rồi. Con mau đi coi thử đi.
tỉnh lại thần rồi. Tiểu Chu, Quỳnh có biết không, Quỳnh đã chiến thắng Lôi Bích Thành, Quỳnh đã cứu tất cả mọi người trong thành rồi. Bây giờ Tức Tướng Quân dẫn quân trở về Hạ Đường rồi. Cơ Giả nhận được tin của Vũ Nhiên cũng đi Thanh Châu tìm cô ấy. Thanh Châu? Mùi sẽ từ từ nói Quỳnh biết. Quỳnh ngủ lâu như vậy chắc chắn là đói rồi. Mùi đi làm ít đồ ăn cho Quỳnh. Ê, nè. Quỳnh sao vậy? Tiểu Chu à, sau khi giết Lôi Bích Thành, những chuyện trước đây ta đều nhớ lại hết tất cả rồi. Ý cô Quỳnh nói là những chuyện ở Đế Đô, bao gồm cả chuyện ai giết Quỳnh, Quỳnh đều nhớ hết rồi. Những chuyện đó đã qua hết rồi mà, cô không cần phải bận tâm đâu. Quỳnh, vậy là Quỳnh tha thứ cho Quỳnh ấy? Ở trong lòng của ta, lâu nay vẫn luôn coi Bệ Hạ là bằng hữu tốt nhất. Tuy là người đã làm sai thật, nhưng mà người cũng đã phải trả giá rồi. Hơn nữa, ta hiểu nỗi khổ tâm của người, cho nên ta không hận người. Nhưng dù sao đi nữa, người vẫn nên nói lời xin lỗi với Quỳnh. Được rồi, ta biết là cô đang lo lắng chuyện gì đó, nhưng mà giúp đỡ Bệ Hạ là bản thân ta tự quyết, không có liên quan tới cô. Cô không cần phải cảm thấy tự trách đâu. A Tô Lạc, đa tạ Quỳnh. Là ta nên đa tạ cô mới phải. Từ Đế Đô tới Sơn Thôn Nhỏ, lại từ Sơn Thôn Nhỏ tới Thương Dương Quan, đều là do cô chăm sóc cho ta. Ta thật tình không biết báo đáp cô thế nào nữa. Được rồi, Thế tử đại nhân, Quỳnh từ từ nghĩ, muội sẽ đợi. Nè, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi. Vũ Quan Điện Hạ đã tìm đủ người của ba thành bang lớn Bạch Lâm Nhĩ. Tất cả quý tộc dám phản kháng đều bị giết hết rồi. Theo lời người dặn dò, việc tìm thành bang Tư Đặc Khắc cũng sắp xong. Chưa tìm được Vũ Nhân có thể mọc cánh. Vũ Quan Điện Hạ, kẻ mà người cần chúng thần đã bắt được rồi. Đưa hắn vào đây. Ngạt chết ta rồi. Ngươi là ai vậy? Bắt ta tới đây làm gì? Ngươi mau nói gì đi. Nhìn gì mà nhìn. Hình như bây giờ kẻ bị bắt là ngươi, không phải ta. Còn nhớ rõ nơi này không, công chúa Điện Hạ? Rốt cuộc ngươi là ai? Lúc ngươi rời khỏi đây vẫn còn rất nhỏ, dĩ nhiên là không nhớ được rồi. Đừng sợ hãi, ta là Bác Mẫn Khắc, Vũ Quan tân nhiệm của Thanh Châu. Ngươi mà cũng đáng làm Vũ Quan tân nhiệm sao? Vậy ta cũng nói ta là Vũ Quan tân nhiệm đi. Ngươi muốn làm gì? Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Lúc công chúa đặt chân tới đây chắc cũng thấy phồn thịnh như vậy, chỉ có Vũ Hoàng mới làm được thôi. Tình hình này mà gọi là phồn thịnh? Là ngươi đã giết những người đó. Ta chỉ muốn tuyên bố với tất cả những kẻ bước lên Thanh Châu này, Thanh Châu đã không còn là Thanh Châu trước đây nữa. Người có ý gì vậy? Rất nhanh,
vũ nhân có thể bay lượn ở đây đều phải chết hết. Thanh Châu sẽ là Thanh Châu của tất cả vũ nhân bình dân. Con người của ngươi tại sao tàn nhẫn tới vậy chứ? Ta tàn nhẫn sao? Ngươi chỉ biết phụ hoàng ngươi là vũ hoàng, ngươi hiểu bao nhiêu về hắn hả? Nếu như hắn biết cách trị gì cũng sẽ không rước lấy quả sát thân. Phụ thân của ngươi chẳng qua chỉ là một bảo quân tàn ác. Ngươi nói bậy, đây là cái cớ để ngươi tạo phản. Ngươi đừng có ở đây nhiều lời nữa, muốn giết thì giết ta mau đi. Làm sao ta giết ngươi được? Giết ngươi chẳng qua chỉ dễ dàng như rút dao thôi. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy ảo tưởng bị diệt. Đây mới là việc làm ý nghĩa. Tuồng hay ở Thanh Châu chỉ mới bắt đầu thôi. Đành phải làm khó công chúa Điện Hạ rồi. Làm gì vậy? Ngươi, ngươi làm gì vậy? Công chúa, công chúa, cô không sao chứ? Vừa rồi bọn họ đã đưa cô đi đâu? Họ đưa ta đi gặp một người tên là Bác Mẫn Khắc. Ông có biết hắn không? Bác Mẫn Khắc. Có phải là ông lại đang nghĩ làm sao để lừa gạt ta? Ta nhớ ông từng nói với ta, phụ thân ta là một người rất được yêu kính, đúng không? Ông ta vốn không phải. Bác Mẫn Khắc đã nói hết với ta. Ông ta là một quân vương tàn bạo. Ông vẫn luôn gạt ta. Tại sao ông lại gạt ta như vậy? Ta sợ cô biết được sự thật sẽ đau lòng. Nếu như cô cho rằng ta là kẻ lừa đảo ở nơi này, ta xin lỗi cô vậy. Xin lỗi thì có ích gì chứ? Ta hận ông. Ta hận luôn cả mảnh đất này. Ta hận ông đã đưa ta trở về đây. Ta không nói những chuyện đó với cô không có nghĩa là ở đây chưa từng xảy ra những chuyện đó. Cô chính là một vũ nhân, buộc phải đối diện với tất cả chuyện này. Ta phải đối diện sao? Ông chính là kẻ giết chúa. Ông dựa vào đâu muốn ta đối diện? Đủ rồi. Ta không phải là kẻ giết vua, ta không giết chết phụ thân của cô. Không có. 15 năm rồi, ta phải gánh ô danh là kẻ giết vua đủ lắm rồi. Ta biết là cô đau khổ. Còn ta, tim ta như dao cắt đây. Đúng, đau khổ có nhiều lúc nó chính là liều thuốc tốt khiến cô nhìn rõ chân tướng của sự việc. Công chúa Điện Hạ, cô cũng nhìn rõ rồi Thanh Châu của hôm nay là một nơi thế nào, cho nên tôi cầu xin cô ở lại được không? Xin cô đó. Được, cô muốn biết rõ sự thật, bây giờ ta sẽ nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra ở nơi này. Vũ hoàng của năm đó, tử phụ cao ngạo,
hiếu thắng lập công bóc lột của cải khắp nơi, dẫn theo Hạc Tuyết đi đánh công qua tộc và thành bang ở xung quanh. Bao nhiêu vũ nhân trẻ tuổi đều chết thảm trong chiến tranh mà ông ta tạo ra. Và ta của năm đó được lý tưởng của Thiên Khu cảm hóa, ta hy vọng dùng cải cách để khuyên nhủ Vũ Hoàng. Ta nghĩ quá đơn giản, ta đã thất bại, ta bị các Hạc Tuyết bắt giữ. Vũ Hoàng đã thẳng tay chặt đứt đôi cánh của ta. Về sau ta đã may mắn thoát ra ngoài, sau đó tìm một nơi không có người sinh sống để dưỡng thương. Sau đó ta nghĩ là không thể vội vàng khuyên Vũ Hoàng cải cách, bởi vì làm vậy vốn không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Đợi sau khi ta khỏe lại, ta lại trở về thành đô. Ta muốn khuyên nhủ Vũ Hoàng một lần nữa, nhưng mà vừa lúc ta bước vào tới cung điện, Vũ Hoàng đã ngã trong vũng máu rồi. Từ đó ta đã rời khỏi Thanh Châu. Một lần đi là 15 năm. 15 năm. Lúc ta bước chân lên mảnh đất Thanh Châu này lần nữa, ta cũng hoàn toàn không ngờ tới nó lại biến thành thê lương như vậy. Quá thê lương. Trước đó ta không nói cho cô tất cả sự thật, là sợ cô biết rồi sẽ thấy đau lòng. Cô còn nhỏ tuổi như vậy, không nên gánh vác sự thật tàn khốc này. Ta hối hận rồi. Hối hận vì đã đưa cô về Thanh Châu này. Nếu như có một cơ hội làm lại, ta nhất định sẽ không theo ông trở về đây. Nhưng mà ta có thể đi đâu được chứ? Từ lúc chúng ta trốn khỏi đế đô, trốn tới sơn thôn nhỏ, cứ tưởng đó sẽ là nơi ta sinh sống cả đời này. Vậy mà tới cuối cùng, bây giờ nghĩ lại, một nơi như sơn thôn đó có lẽ giống như là ảo giác. Trong loạn thế như vậy, làm sao có một nơi tốt đẹp như vậy được chứ? Mẫu thân, việc này cứ giao cho con được rồi. Mấy ngày qua con mệt rồi, mẫu thân hy vọng con được ngủ ngon giấc. Mẫu thân từ sở dậy xa xôi tới cũng rất vất vả, mấy việc này cứ giao cho thầy nữ làm được rồi. Lúc con ngủ thích lăn một góc, cho nên hai bên mép giường nhất định phải trải dày một chút. Thầy nữ sao biết được chuyện này chứ? Mấy năm qua con luôn để nó ở dưới gối nằm, cứ như là mẫu thân luôn ở bên cạnh con. Tiểu Chu, tuy là chúng ta không gặp nhau, nhưng mà mỗi ngày mẫu thân đều thương nhớ con. Mẫu thân hy vọng tương lai con sẽ sống tốt hơn ta. Vậy mấy năm qua mẫu thân sống có hạnh phúc không? Có thể có một người yêu thương, còn có thể ngày ngày thấy Quỳnh ấy, đó chính là hạnh phúc rồi. Nếu như con là mẫu thân, có nằm mơ cũng cười tỉnh lại,
Con bé này, nói con đó, sao lại chuyển qua nói với ta? Ta hỏi con, Thanh Dương Thế Tử đó, trong lòng con có cậu ta thật sao? Nhưng mà tiếp theo đây, cậu ấy vẫn phải trở về đúng không? Vậy con phải làm sao? Dễ thôi, Quỳnh ấy đi đâu con sẽ đi theo đó. Con khờ quá, con nghĩ quá đơn giản rồi. Mẫu thân rất lo cho con, ngay từ đầu con đã lầm đường. Nhưng con cảm thấy, chỉ cần mỗi ngày được thấy Quỳnh ấy, con đã rất mãn nguyện rồi. Quỳnh cảm thấy đỡ chút nào. Mau lên đi. Ráng chút đi. Đã không có chuyện gì nữa rồi. Nằm trên giường lâu như vậy, mau lên, khó chịu quá. Ráng sức lên. Ráng lên nha. Được rồi, mau lên. Phía trước đi. Từ từ. Đẩy mạnh lên. Nè nè. Mạnh lên chút nữa. Bên này quả thật là không thể tiếp tục sống thêm bao lâu nữa. Nhìn thấy bùn đất ngổn ngang như vậy, xương trắng chất đầy, quả thật là khiến người ta kinh quản, hơn cả trên chiến trường. Hôm đó, lúc rơi từ trên vách đá xuống, ta cứ tưởng là bản thân của ta sẽ biến thành như bọn họ.